học sinh vi phạm giao thông phụ huynh tới đốt xe trước mặt cảnh sát giao thông. Một học sinh đi xe máy vi phạm luật giao thông bị cảnh sát giao thông dừng xe, học sinh này đã gọi điện cho phụ huynh đến và đốt xe máy trước mặt cảnh sát giao thông. Vào ngày 14 tháng 3 trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ tại một tuyến đường liên huyện, đường DH3 đoạn chạy qua địa bàn của xã Ninh Lai thì phát hiện xe máy hiệu quay màu đỏ không có gương chiếu hậu nên đã dừng xe xử lý vi phạm theo đúng quy. Trong quá trình xử lý người vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Sơn Dương xác định người điều khiển phương tiện là một học sinh cấp 3. Ngay sau đó, học sinh này đã gọi điện cầu cứu phụ huynh phía cảnh sát giao thông huyện Sơn Dương đã lập biên bản thu giấy tờ theo đúng quy định nhưng bất ngờ không hiểu vì lý do gì mà khi người bố của học sinh này tới đã đốt chiếc xe máy của con trai mình trước rừng ngỡ ngàng của nhiều người. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương Tuyên Quang đã cho biết, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng bình cứu hỏa mini để chữa cháy, nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân đã phối hợp với công an huyện tới tận gia đình em học sinh để tìm hiểu và xử lý vụ việc nêu trên. Quên mang bằng lái có bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện. Theo Nghị định 46, người không có bằng lái nếu lái xe sẽ bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện. Vậy quên mang bằng lái khi điều khiển xe bị xử phạt như thế nào? 1. Quên mang bằng lái xe khi tham gia giao thông bị phạt hành chánh bao nhiêu tiền? Phạt tiền từ 80.000 đến 120.000 đồng, phạt tiền từ 120.000 đồng đến 800.000 đồng, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Theo Điều 21 Nghị định 46, lỗi không mang theo bằng lái xe bị phạt từ 80.000 đến 120.000 đồng đối với xe máy và 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với ô tô. 2. Điều khiển phương tiện quên mang theo bằng lái có bị cảnh sát giao thông tạm giữ xe. Có. Không. Theo Điều 21 Nghị định 46 và Luật xử phạt vi phạm hành chánh, người điều khiển xe không xuất trình bằng lái tại thời điểm cảnh sát giao thông kiểm tra có thể bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. 3. Điều khiển ô tô, xe máy không có bằng lái bị xử phạt như thế nào? phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Phạt tiền 1 triệu 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Theo Điều 21, Nghị định 46, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng xe máy và 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng ô tô có thể tạm giữ phương tiện đến 7 ngày đối với người điều khiển xe không có bằng lái. 4 bao nhiêu tuổi thì được cấp bằng lái xe máy ô tô? Từ đủ 16 tuổi trở lên, từ đủ 17 tuổi trở lên, từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo Điều 60 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, người từ đủ 18 tuổi trở lên được cấp bằng lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xe lanh từ 50 phân khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự ô tô tải, máy kéo, có trọng tải dưới 3.500 kg, ô tô chở người đến chính chỗ ngồi. 5. Người khuyết tật có được cấp bằng lái ô tô, xe máy? Có/Không. Theo thông tư số 12 và số 46 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, người khuyết tật có đủ điều kiện điều khiển xe được cấp giấy phép lái xe máy ô tô có số tự động, người khuyết tật phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe được quy định tại thông tư liên tịch về tiêu chuẩn sức khỏe đối với người lái xe do liên bộ Giao thông Vận tải, Y tế ban hành. gọi cứu hỏa có tốn tiền? rất nhiều người lầm tưởng gọi cứu hỏa sẽ phải trả tiền. nhiều trường hợp thấy nhà hàng xóm cháy mà không dám gọi. thời gian gần đây phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận ba đình đống đa treo nhiều băng rôn với nội dung chữa cháy không mất tiền khi phát hiện có cháy gọi ngay 114 việc treo những băng rôn như trên tưởng đơn giản, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, đằng sau đó là cả một câu chuyện thú vị. Lầm tưởng chữa cháy tốn tiền Đại tá Nguyễn Trường Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 cho biết, các băng rôn bắt đầu được treo từ tháng 10 năm 2017. Việc làm này là một sáng tạo của đơn vị xuất phát từ thực tiễn quá trình làm nhiệm vụ trong quá trình đi tập huấn, rất nhiều người dân làm tưởng chữa cháy là mất tiền. Khi được giải thích miễn phí hoàn toàn, mọi người mới ngỡ ra. Thậm chí có người nói thấy cháy nhưng không dám gọi cứu hỏa vì ngại rắc rối tiền bạc về sau. Để người dân hiểu rõ hơn, phòng đã tham mưu phối hợp với đơn vị liên quan của các tổ chức ân án treo băng rôn tại các con ngõ, khu chung cư, nói về hiệu quả đại tá sơn cho biết công tác chữa cháy thì đương nhiên phải báo rồi nhưng mừng là số tra cứu hộ xã hội tăng rất nhiều, theo đó nhiều trường hợp bị kẹp tay trong thang máy, kẹp tay trong nhà vệ sinh, trẻ bị kẹp tay vào vòi nước cũng không rút ra được, cũng đều gọi 114 đến giải cứu. Đây cũng là xu thế phát triển chung của thế giới. Hệ có sự cố gì là người dân nhớ ngay đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn, Đại tá Sơn cho hay. Nhiều sáng tạo trong chữa cháy song song với việc treo băng rôn phòng cũng vừa chính thức đưa vào sử dụng một loạt xe máy chữa cháy cơ động đây được đánh giá là một trong những biện pháp tối ưu nhằm chữa cháy trong các ngõ nhỏ tình huống khẳng cấp do đặc điểm một số phường trên địa bàn quận ba đình đống đa có nhiều ngõ rất sâu có ngõ lên tới hàng cây số xe đi vào rất khó nên phải tìm cách khắc phục nhiều trường hợp xảy ra cháy khi lực lượng đến thì người dân không biết chữa cháy ban đầu phải lấy xô chậu để múc nước hiệu quả rất hạn chế đại tá sơn nói với loại hình xe máy chữa cháy lợi thế lớn nhất là rất cơ động khi xử lý các đám cháy nhỏ ngõ sâu hoặc phương tiện bị cháy trên đường nhất là khi tắt đường nguồn nước ở quá xa thì hiệu quả càng rõ hơn mỗi xe máy cứu hỏa được thiết kế tỉ mỉ để có thể chở theo các thiết bị thiết yếu phục vụ chữa cháy cứu hộ như búa kèm cộng lực bồ thủy lực bên chữa cháy khí nén sử dụng nước bột chữa cháy máy bơm chữa cháy Lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ lắp máy bơm vào các bể nước của hộ dân. Loại máy bơm này có thể chữa cháy tới tầng 4. Hiệu quả rõ nhất là năm 2017, địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa không xảy ra cháy lớn, thiệt hại chỉ hơn 70 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Trong năm 2018, đơn vị sẽ tham mưu với quận cho các phường có ngõ sâu trang bị hệ thống máy bơm nước, xây dựng kế hoạch chi tiết về vận hành, bảo dưỡng, khảo sát nguồn nước, kỹ năng sử dụng. Khi có cháy, người dân có thể sử dụng được để dập lửa ngay từ đầu, lực lượng cũng sẽ thường xuyên tuyên truyền cho người dân về ngăn ngừa phòng cháy ngay từ đầu, khi xảy ra cháy phải biết cách xử lý an toàn. Dân còn tiết tiền phòng cháy chia sẻ với phóng viên đại tá sơn nhận định hiện ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy còn rất hạn chế nhiều người nghĩ rằng cháy nhà người khác chứ không cháy nhà mình đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối nhưng số người tham gia rất ít tại mỗi tổ dân phố lượng người tham gia chỉ khoảng 20 người mà phần lớn là trẻ nhỏ và người già phòng phải cử cán bộ trực tiếp đến từng nhà mời đi nhưng hiệu quả cũng không cao Người dân có thể bỏ ra vài triệu để ăn một bữa để tiếp khách, nhưng một chiếc mặt nạ chữa cháy chỉ vài trăm ngàn đồng thì lại tiếc không đầu tư, Đại tá Sơn nói. Đào nền nhà trăm tuổi ở Huế, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật. Khi đào nền nhà, ông Ngân bất ngờ phát hiện tượng Phật, tượng gà và chiếc bình bát tiên bằng kim loại nghi là cổ vật. Ngày 8 tháng 3, người dân ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, xôn xao việc, Nguyễn Văn Ngân 69 tuổi, người làng An Truyền, trong lúc đào nền nhà để sửa chữa, đã tìm thấy ba đồ vật bằng đồng. Trước đó, phát hiện nền ngôi nhà giường cổ bị hư hỏng, ông Ngân đã đào nền lên để sửa chữa. Trong lúc xử lý nền nhà cũ, ông Ngân bất ngờ phát hiện ba hiện vật bằng kim loại bị chôn vùi gồm một bức tượng di lặc, một tượng hình con gà và chiếc bình bát tiên tất cả có thể là đồ cổ được làm bằng chất liệu đồng kiểm tra bước đầu cả hai bức tượng và chiếc bình đồng đều có khắc chữ hán phía dưới đáy trọng lượng khá nặng trong số ba hiện vật riêng chiếc hồ lô bát tiên có khắc bốn chữ hán dưới đáy là đại minh tuyên đức theo một nhà nghiên cứu nếu đây thực sự là đồ cổ thì hiện vật được chế tác từ thời nhà minh trung quốc triều vua tuyên đức khoảng năm 1425 đến năm 1435. Theo ông Nguyễn Văn Ngân, sau khi các hiện vật được tìm thấy dưới lòng đất, nhiều nhà sưu tập đồ cổ đã đến tìm hiểu, hỏi mua nhưng ông không bán. Ông Ngân cho biết thêm, bố ông trước đây từng là thợ kép nề ngõa, chuyên làm lăng mộ cho vua quan thời nhà Nguyễn. Sinh thời, bố ông Ngân có di huấn, tất cả đồ cổ trong nhà không được bán, nên ông không được làm trái lời dạy của cha ông. Được biết ông ngân hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ xưa như hai bộ trường kỷ gỗ một chiếc chậu rửa mặt bằng sứ sáu đôi đũa có đầu bằng ngà voi sáu bức tranh và nhiều bát sứ có từ thời nhà nguyễn đặc biệt ngôi nhà giường cổ bằng gỗ mà ông ngân đang ở và thờ phụng tổ tiên được xây dựng từ hơn một trăm năm trước